Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nhổ cây suýt té xỉu vì lôi lên cả một con răng khổng lồ. Các công nhân xây dựng đang dùng máy xúc để nhổ cây cao su tại một công trường xây dựng thì họ bất ngờ phát hiện ra một con trăn khổng lồ dài khoảng 6 mét, lũng lẳng giữa đám rễ cây được nhấc khỏi mặt đất. Con trăn khổng lồ dường như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, từ từ duỗi thẳng cơ thể trước sự kinh ngạc của các công nhân xây dựng. Khi người điều khiển máy xúc hạ con trăn xuống đất, một công nhân xây dựng đã mạo hiểm dùng một cành cây, cố gắng khống chế con vật khổng lồ, nhưng nó nhanh chóng trường đi chỗ khác. Người vận hành máy xúc sau đó đã hạ gầu mức, để đè lên cơ thể con trăn ngăn nó chạy thoát các công nhân được cho là đã giết chết con vật khổng lồ để tránh nguy hiểm cho người dân tại những ngôi làng gần đó trăn là một loài động vật rắn lớn không có nọc độc nhưng nó có thể dùng sức mạnh để siết chặt con mồi đến chết loài vật này thường ăn cá chim động vật có vú và bò sát chúng cũng được cho là loài ăn thịt người nhưng chưa có nhiều bằng chứng cho thấy điều này